Xin đọc câu hỏi của Phật tử. Con đọc trong kinh Tạng Luật. Trong Tạng Luật, Đức Phật truyền dạy, người nào xuất gia cần phải có y và bình bát thì ngài mới cho xuất gia. Vậy tại sao ngày nay hầu hết các vị chư, tăng ly thuộc hệ phái phát triển đều không thọ trì bình bát? Như thế có trái với luật Phật dạy không ạ? Và vì nguyên nhân gì mà chư vị tăng ly ấy lại không thọ trì bình bát như thời Đức Phật nữa ạ? Rồi nếu mà trong kinh cũng có mà trong luật thì Đức Phật cũng quy định như vậy. Nếu thời Đức Phật bất cứ một thiện gia nam tử hay là một thiện nữ nhân nào đi xuất gia thì Đức Phật đều nói rằng thế thì ông có bình bát hay không. Như nay chỉ xuất gia cho những người nào có đủ y và bát mà thôi. Tức là khi nào mình phải có áo cà sa, có bình bát rồi thì Đức Phật mới cho xuất gia. Và trong luật quy định ở trong tạng luật cũng như thế. Bất cứ vị nào khi mà làm cái nghi lễ xuất gia thọ giới tỳ kheo thì đều phải có cái sự chuẩn bị để cho mình ba y và nhất bát. Hay là cũng có bài kinh Đức Phật nói rằng y và bát như là như con chim đi đâu cũng mang theo hai cánh. Cũng vậy một tỳ kheo đi đâu cũng phải mang theo y bát của mình. Vì vậy nên y bát rất là quan trọng và cần thiết đối với người xuất gia. Tức là trong thời Đức Phật thì sau này có thể là do khi mà khoảng sau 500 năm thì bắt đầu sinh ra những hệ phái, các cái bộ phái như Phật giáo Thượng Tọa Bộ, Đại Chúng Bộ thì có sự cải cách, có thể là sau này nó có sự cải cách. Thì những Phật giáo phát triển thì cải cách rất là nhiều, không còn giữ gì lại tất cả những gì như truyền như trong luật của Phật nữa. Nhưng mà khi mà đến 1000 năm sau, khi mà Phật giáo Bắc truyền, Phật giáo phát triển, mà lúc còn ở bên Ấn Độ thì vẫn duy trì y bát, tức là các vị tăng ni dù là bên Phật giáo phát triển ấy, khi mà còn ở cái quốc độ là bên Ấn Độ thì vẫn hành trì, vẫn có y có bát. Như là khoảng 1000 năm sau thì có Đạt Ma Sư Tổ khi sang bên Trung Hoa truyền đạo thì vẫn còn ôm bình bát đi, để sang bên đó để truyền đạo mà. Vậy nên là cái lúc ấy thì dù là Phật giáo Bắc truyền thì vẫn còn y bát. Nhưng khi mà sang đến bên Trung Hoa rồi thì Phật giáo trở thành đạo Phật của Trung Hoa và cái sự cải cách lại nên nhiều hơn nữa. Là lúc ấy các kinh điển được phiên dịch ra bằng chữ Hán và trang phục cũng khác đi. Rồi cái sinh hoạt, cái đời sống tu tập là có khác rất là nhiều so với lúc mà Phật giáo còn ở bên Ấn Độ. Bởi vì cái văn hóa, có thể là do cái văn hóa của người Ấn Độ thì một vị sa môn đi khất thực sinh ăn là cao thượng, là cao quý và được tôn trọng từ chính phủ, chính quyền cho đến nhân dân đều do tín ngưỡng tôn trọng cái quyền tu tập của tất cả mọi người, không phải là những vị sa môn trong đạo Phật, mà sa môn các hàng ngoại đạo người ta cũng sống bằng đời sống khất thực xin ăn. Và cái nếp sống ấy, văn hóa ấy là một cái gì đó rất là bình thường và phổ thông. Nhưng mà đối với văn hóa của người Hán thì cái việc ăn xin đấy nó là một cái gì đó rất là tầm thường thấp kém. Ví dụ như một cái người xuất gia của hàng tầng lớp quý tộc mà đi ăn xin thì có thể sẽ là một cái gì đó rất là bị coi thường ở trong xã hội, như tầng lớp cái bang bị coi thường nhất trong xã hội mới sống bằng đời sống khất thực ăn xin. Vậy có thể là từ khi mà Phật giáo truyền sang Trung Hoa thì cái hạnh khất thực của hàng xuất gia bắt đầu giảm đi. Và hầu như không còn duy trì đời sống khất thực nữa. Mà lúc ấy tăng ni là bắt đầu phải tự túc, tự lao động kiếm ăn. Như là trong các cái tùng lâm thì luôn luôn để sướng cái việc gọi là ngày không làm thì cũng không ăn. Cho nên là phải cày cấy, rồi là tự mình làm ra vật thực. Vậy là cái hàng tăng ni Bắc truyền hay là Phật giáo phát triển khi mà truyền sang bên Trung Quốc là như vậy, có thể là do không còn cái đời sống đi khất thực hàng ngày nữa, mà lúc ấy ngay cả không những là bình bát
không còn thọ trì mà cả y áo cà sa, thì khi nào nên tụng kinh làm các nghi lễ thì lúc đấy mới mặc, và sau đó thì lại mặc quần áo như một người dân thường, rồi đi để còn đi lao động làm các cái công việc chắc ta khác, và cứ trải qua nhiều đời như vậy, nhiều thế hệ như thế, nhiều năm như thế, nhiều trăm năm, rồi đến bây giờ là hàng ngàn năm, gần 2000, hàng 2000 năm nay rồi, không còn thọ trì, nó đã trở thành một cái nếp sống khác đi rồi. Còn đối với Phật giáo Nam truyền, Phật giáo Nguyên thủy thì do cương quyết, do các bậc trưởng lão và thượng tọa bộ, đó là cương quyết giữ gìn lại những cái gì mà được giảng dạy từ Đức Phật, kể cả về pháp học, pháp hành hay là cái hình mạo, phẩm mạo của cái người tu tâm, của người xuất gia tu tâm là phải giữ gìn đúng cái sinh hoạt giống như thời Đức Phật. Các vị ấy khi xuất gia vẫn phải có y bát, và các vị ấy vẫn giữ được cái đời sống là đi khất thực, hay là ở cái nơi nào mà không thuận lợi cho việc khất thực thì cũng không được bỏ cái bình bát, vẫn phải thọ trì bình bát. Có thể không khất thực ở trong làng thì vẫn phải khất thực ở trong chùa, vẫn thọ trì như thế để giữ gìn lại cái đời sống sinh hoạt tu tập nó giống với thời Phật nhất có thể. Thì đấy được gọi là bên Phật giáo Nguyên thủy là vậy, giữ lại những cái gì cho nó giống với thời Phật nhất có thể về pháp học, pháp hành và cả những cái hình thức, hình tướng. Còn đối với bên Phật giáo phát triển thì có nhiều cái cải cách hơn, có nhiều cái đổi mới hơn để dễ dàng thích nghi với thế gian hơn, và cái tinh thần dẫn thân nhập thế phụng sự nhân sinh cao độ hơn, cho nên là có nhiều cái thay đổi hơn. Chính vì vậy mà thời nay chư tăng ni bên Phật giáo Bắc truyền mới không còn thọ trì bình bát nữa. Thì chính vì vậy nên là ai đọc trong Luật Tạng thì sẽ thấy đúng là thời Đức Phật thì bắt buộc, nhưng mà vì trải qua nhiều cái thời đại thời thế thì có sự thay đổi. Còn việc thọ trì cái bát để cho người xuất gia có cái ghi nhớ rằng mình là bần tăng, mình là cái người đi khất thực xin ăn, vì vậy nó sẽ dẹp bớt đi được rất là nhiều cái sự ngã mạn của cái người tu, và vị ấy biết rằng mình là cái người khất thực xin ăn thì không nên tích trữ, tích chứa những cái tài sản vật chất gì cả, sống càng buông xả càng tốt. Thì đấy là cái lợi ích của cái việc mà còn duy trì giữ gìn lại được cái bình ba, giữ gìn lại được cái đạo hạnh rất là nhiều. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Sita. Giới nuôi mạng thanh tịnh trong tứ thanh tịnh giới có giống với giới mạng trong bát chánh đạo không ạ? Giới nuôi mạng thanh tịnh có trong bát chánh đạo là chánh mạng đấy, chánh mạng chính là nuôi mạng thanh tịnh đó, thì hai đấy là giống nhau nhé, giống nhau hoàn toàn. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ Nhi trong YouTube. Thưa sư, cho con hỏi tại sao khi xưa tôn giả Anna đã chứng sơ quả nhưng vẫn còn mắc nạn với nàng Ma Đăng già? Con xin thành kính đảnh lễ tri ân ạ. Nàng Ma Đăng già, Ma Đăng già thì tôn giả Anna chứng được sơ quả dự niu, nhưng mà thực ra sơ quả chưa thể, vẫn còn tham sắc nhé. Sơ quả vẫn còn tham ái, vẫn còn tham dục. Cái vị mà chứng đến nhị quả thì nhẹ hơn nhưng vẫn còn. Chỉ có vị chứng đến tam quả với tứ quả thì mới hết, thì mới hết cái tham ái tham dục. Nhưng mà cái lịch sử thì sau này người ta bị xuyên tạc thêm nhiều, chứ còn cái sự thật ấy, cái ở trong kinh gốc Nguyên thủy ấy, thì nó không đến nỗi là xuyên tạc đến cái mức như là kinh những cái pháp về sau này. Thì thực ra thì cái câu chuyện ấy nó cũng có, nó là có cái cô gái này, nàng Ma Đăng là một cái người nữ thuộc vào cái giai cấp rất là hạ tiệt thấp kém, mà cái giai cấp đấy là không được dám đến gần đụng chạm đến những cái người giai cấp trên. Thì lúc ấy tôn giả An Nan đi khất thực đến xin cô gái này một cái gáo nước, vì cô ấy đang ở cái giếng nước mà, thế là
Lúc này đầu thì cô ấy ngại, không dám đến gần vì một cái người cao quý. Nhưng về sau tôn giả An An vì không có cái tánh như là phân biệt về đẳng cấp gì cả, cho nên nói là cứ cho ta một cái mình một ít nước vào trong bình bát. Khi mà tôn giả An An, cô gái này dâng nước cho tôn giả An An thì cô cũng có bị mê bởi vì tôn giả An An quá đẹp trai, cho nên cô cứ đi theo tôn giả An An về đến tịnh xá. Đến tịnh xá thì Đức Phật đã hóa độ cho cô đây. Cô ấy đã thấy Đức Phật giảng về cái pháp bất tịnh, biết rằng cái thân này là bất tịnh như thế, mắt tai mũi lưỡi như vậy nó sẽ hay sinh ra những cái ô uế bất tịnh như vậy, có gì đâu mà tham ái tham đắm. Thì khi nghe được như vậy thì cô chứng được đạo quả, chứng được thánh quả rồi cô xuất gia, thì sau này cô cũng chứng A-la-hán. Thực ra câu chuyện nó chỉ đơn giản như vậy thôi, mà sau này người ta vẽ vời vẽ viết ra để sinh ra đủ cái chuyện. Nàng này là có cái dùng cái gì chú thuật để mê hoặc ngài An An này 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 kia kia, thì những cái đấy là về sau phát triển thêm ra, chứ cái câu chuyện đấy nó cũng rất bình thường. Đọc câu hỏi của hành giả Anthony. Tại sao khi thực hành thiền niệm hơi thở, chúng ta cần quan sát hơi thở ra vào ở trước cánh mũi hoặc chóp mũi mà không phải là bên trong cánh mũi ạ? Con thấy rất khó để cảm nhận hơi thở ở trước mũi. Ngược lại, hơi thở ra vào bên trong cánh mũi làm con cảm thấy hơi lạnh nên con dễ cảm nhận thấy hơn ạ. Nếu mà quan sát mà còn để ý vào cái tính nóng lạnh của hơi thở là nó sẽ bắt vào cái tính thời tiết. Tính thời tiết là hỏa đại của cái thân tứ đại này. Còn nếu mà để tâm nó đi sâu vào cái điểm xúc chạm quá thì nó sẽ bắt vào cái tính đất của địa đại. Vì vậy nên là để cách cái da ra một tí. Và có thể để bên ngoài cái da ở ngoài mũi này. Hoặc là có những lúc cái tâm nó cảm nhận được hơi thở rồi thì để cách cái da ra một tí để cho nó khỏi bắt vào cái thân tứ đại. Chứ để đi sâu vào trong quá nó sẽ bắt vào thân tứ đại. Mình chỉ biết hơi thở thôi, mà hơi thở thì nó ngay trước mũi là được rồi, không cần phải rõ ràng quá. Nên càng rõ ràng quá thì nó càng căng thẳng, mà nó lại loạn tâm thêm, động tâm thêm. Cứ để thản nhiên nhẹ nhàng thì cái tâm nó an hơn, nó mới vào định được. Con xin đọc câu hỏi của hành giả trên Zoom. Khi con ngồi thiền và cảm thấy đầu trống rỗng là như thế nào ạ? Đầu trống rỗng thì là do mình không chú tâm vào một cái đối tượng nào nên là nó trống rỗng. Lúc đấy cái đầu của mình nó trống rỗng với các vọng tưởng, tức là nó không nghĩ chuyện gì, nhưng nó chỉ có một đối tượng duy nhất là hơi thở vào ra thì được. Còn nếu như trống rỗng mà nó không có đối tượng gì thì đấy là mình đang để cho cái tâm nó ở một cái trạng thái gọi là mơ hồ. Cái trạng thái đấy nó rơi vào tâm hữu phần, nó không có lợi ích gì cả. Nên là nếu nó trống rỗng thì mình phải thực hành cái pháp thiền như là đại tâm từ, hướng tâm đến những cái hình ảnh của rất nhiều chúng sinh để cho nó có đối tượng rõ ràng lên, chứ không được để cho nó rơi vào trạng thái trống rỗng như vậy. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Sita. Con đang tập hành thiền hơi thở và sau khoảng 45 phút con cảm thấy hai mắt mình hơi nhắm chặt hơn. Như vậy có phải là con đang chú tâm quá mức không ạ? Có thể như thế, có thể là hơi quá mức. Khi mình ngồi mình không có cái khái niệm về con mắt nữa, không có cái cảm giác gì về con mắt cả thì tốt hơn. Và đừng nghĩ đến mắt nữa, đừng để tâm hướng về mắt, mà chỉ quan sát hơi thở ở dưới cái điểm xúc chạm ở dưới cửa mũi thôi. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Mạnh Khổng. Đức Phật dạy pháp thì thắng mọi thí, vậy tại sao phước bố thí pháp không cho quả lập tức như bố thí vật thực đến một vị vừa thoát khỏi thiền diệt ạ? Cái vị mà chứng được thiền diệt thì vị ấy là thánh nhân, vị ấy là bậc A-la-hán, là bậc bất lai rồi. Và cái mà vị ấy xuất ra khỏi tầng thiền là vị ấy đã nhịn ăn 7 ngày 7 đêm.
Và nếu như trong ngày hôm đấy vị ấy không nhận được vật thực thì vị ấy sẽ chết, phải nhập niết bàn. Vậy cái người mà cúng dường vật thực cho một cái vị vừa mới xuất ra khỏi thiền diệt là vị ấy có cái phước rất lớn, đó là cái phước đã cứu được mạng sống của một bậc thánh nhân. Và lúc đấy nếu như mà có bố thí pháp cho vị đấy thì vị ấy vẫn chết, mà bố thí thức ăn thì vị ấy mới sống. Vì vậy nên là cái pháp bố thí cái hợp thời nhất đối với vị ấy đó là bố thí vật thực. Con xin đọc câu hỏi. Tâm hài ước có được phước không ạ? Hài hước không, hài hước là tổn phước, không phải được phước đâu. Hài hước là phóng dật năng xăng. Với cái pháp đời thì không nói, nhưng mà đối với pháp đạo thì không có cái pháp nào cũng phải nghiêm túc, không có cái pháp nào đùa giỡn được. Vậy nên là cái pháp đùa giỡn là cái pháp thế gian. Nhưng mà tất cả những cái pháp gì mà nghiêm, cái pháp gì mà quan trọng thì đều phải nghiêm túc hết, không có cái pháp gì mà đem ra đùa giỡn được. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Đức Mạnh. Con thực hành đề mục niệm xác chết, sau đó con quán thân mình như xác chết, rồi con quán thân ba mẹ cũng như xác chết để giảm bớt tâm tham ái. Con thực hành như vậy có phạm tội bất kính với cha mẹ không ạ? Nó không phạm. Cái pháp này có thể quán đến bất cứ ai, nhưng mà cũng không cần phải quán đến cha mẹ cũng chẳng sao. Mà cái pháp này để mình quán chung đến tất cả. Tức là mình niệm sự chết bên ngoài rồi niệm sự chết trên mình để mình diệt đi cái tham ái với mình. Sau đó thì mình niệm sự chết trên tất cả mọi người để mình biết rằng là tất cả mọi người có sinh ra thì đều phải có già, có bệnh, có chết, không tránh khỏi. Kể mình quán với cha mẹ vậy thì mình cũng có sự thức tỉnh. Mai mốt cha mẹ có chết mình cũng không bị sầu bi ưu não. Nhưng mà cái pháp quán này chỉ tăng trí tuệ chứ không sinh ra tâm bất kính, không sinh ra tâm ngạo mạn. Mình cứ thực hành đúng chánh pháp thì mình cứ yên tâm là những chánh pháp ấy chỉ khởi nên chánh trí, khởi nên trí tuệ, khởi nên cái tâm thiện, tâm hợp trí tuệ chứ sẽ không khởi nên những tâm bất thiện. Cho nên đừng có bị bất an, lo lắng với những cái sự thực hành như vậy. Con xin đọc câu hỏi của Phật tử. Quả báo ngu si, điên dại, nhân là gì ạ? Người ngu si, điên dại nó cũng rất nhiều nguyên nhân. Mà cái nhân đó là cái nhân mình thân cận với người ngu si, rồi tiếp thu những cái tư tưởng tà kiến, tiếp thu những cái tư tưởng ngu si thì nó sẽ sinh ra cái quả ngu si. Ngu si là cái người mà mình luôn luôn phỉ báng những cái điều chân chánh, những cái sự thật. Như cả thấy không chân thì tưởng chân thật, chân thật tưởng không chân. Họ không đạt chân thật cho tà tư tà hạnh. Như là bây giờ có nhân có quả nhưng mình lại bác không có nhân có quả, đấy chính là sinh nhân sinh ra ngu si. Có luân hồi, có tái sinh, có nghiệp thiện ác, nhưng một cái người luôn luôn bác bỏ điều đấy, nói là không có luân hồi, không có nhân quả, không có những cái điều đấy, thì đấy chính là nhân của sự ngu si. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Ananta. Thưa sư, lúc con ngồi thiền thường xuyên bị ra mồ hôi, có hôm nhiều, có hôm ít. Như vậy có phải do con thực hành thiền chưa đúng không ạ? Nếu cần sửa thì con nên sửa thế nào ạ? Cái này ra mồ hôi, một là do thời tiết nóng quá, ngồi ở cái môi trường, cái thời tiết nó quá nóng thì nó cũng ra mồ hôi. Thì khi ngồi thiền thường thường là cái nhiệt nó sẽ cao hơn cái lúc bình thường một chút. Nó ngồi cái nơi nó mát mẻ hơn nó sẽ hết ngay. Hoặc là cái người mà ngồi nhưng tâm bị loạn, bất an do mình ngồi mà mình gồng ép nhiều quá, mình khởi lên cái ý chí cao quá, tâm bị loạn quá thì nó cũng ra mồ hôi.
Nên ngồi mà đừng quan trọng hóa, đừng nghĩ là à, việc ngồi thiền là quan trọng, về là mình khởi lên tâm mong muốn là chứng này chứng kia, nó sẽ căng thẳng lên, áp lực lên là nó ra mồ hôi. Và việc ngồi thiền mình giữ được cái sự tự nhiên, thản nhiên, an nhiên, tự tại, thì nó sẽ có cái sự khinh an, nhẹ nhàng, an lạc, thì nó sẽ không đến mức độ như vậy. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Bình An. Có một cặp vợ chồng sống bên nhau hơn 10 năm và đã có vài đứa con. Dù họ sống chung trong một mái nhà và hạnh phúc, nhưng trong nhiều năm qua, họ lại giống như những người bạn thân thiết hơn là vợ chồng, và cả hai không có ý định tìm kiếm mối quan hệ tình cảm khác. Người chồng thường thích ngắm những cô gái trẻ đẹp khi ra ngoài, trong khi người vợ cũng thỉnh thoảng để ý đến một vài khách hàng trẻ tuổi ở nơi làm việc. Theo quan điểm xã hội, việc đàn ông thích phụ nữ trẻ là điều bình thường, nhưng phụ nữ thích đàn ông trẻ lại bị xem là sai trái. Vậy trong trường hợp này, cặp vợ chồng có vi phạm giới luật trong đạo Phật không ạ? Họ nên làm gì ạ? Nhưng mà cái giới thì khi nào có sự tà dâm thì nó mới phạm giới tà dâm. Nếu vị ấy mà có là người Phật tử giữ ngũ giới, rồi mà có cái hành vi, có cái hành động tà dâm với vợ hoặc chồng người khác thì mới phạm giới. Còn cái tâm lý ưa thích cái người nữ, người nam khác phái đấy, thì đấy là tâm tham ái, do thiếu cái như ni tác ý, tức là do thiếu cái sự tu tâm, do thiếu cái sự thực hành những cái pháp thượng nhân. Tức là nếu mà biết tu tâm thì sẽ dứt bỏ được những cái tư tưởng ấy. Còn tại vì không biết tu tâm hay để cho những cái tham ái nó chi phối, thì nếu mà biết thực hành thiền, thực hành những cái pháp thiền quán về bất tịnh, quán thân bất tịnh, thì những cái phiền não tham sân si nó sẽ bớt đi, thì những cái điều đó nó cũng bớt đi. Tại vì chưa biết tu tâm cho nên là còn bị những cái dục tham nó chi phối, nó cám dỗ, thì với một người phàm phu thì là chuyện bình thường. Còn đối với một người biết ghê sợ những cái điều đó thì phải thấy rằng đây là một cái nỗi nầm, đây là một cái tội lỗi, đây là một cái tham ái, và mình nên xa lìa, nên dứt bỏ nó, thì mình sẽ đạt được cái sự lợi ích, sự tấn hóa, sự cao thượng hơn. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Sita trên Zoom ạ. Khi con hành thiền hơi thở đến một lúc an tịnh thì con cảm giác hơi muốn mỉm cười. Vậy con có đang hành sai gì không ạ? Có thể nó có cái sự an vui, nhưng mà đừng có bị cuốn hút theo cái hỉ đấy. Tức là nó có một chút hỉ, nhưng mà mình lại hướng tâm vào đấy, rồi mình lại hoan hỉ theo lên, làm cho cái hỉ nó bị động lên, thì cái này nó lại làm cho tâm bị động. Mình cứ thản nhiên, tức là nó có cái hỉ, nó có cái niềm vui, nó có cái cảm giác như là muốn cười ấy, nhưng vẫn phải giữ cái tâm nó thản nhiên, chứ đừng có suy luận phân tích theo. Nếu suy luận phân tích theo nó sẽ động thêm. Còn nếu mà cái trạng thái nó sinh lên một cách tự nhiên thì đấy là một cái giai đoạn là sắp sửa nó có đích. Từ cái giai đoạn ấy nó sung mãn lên một chút nữa là nó sẽ phát sinh ra những cái quang tướng. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Đồng Lộc. Nếu con hành thiền hơi thở chưa đạt định thì con có thể chuyển sang tu tập thiền theo 10 đề mục Ca Di Lá không ạ? Con có cần phải tu tập hết 10 đề mục hay chọn một số đề mục để hành thiền ạ? Khi hành thiền có cần phải có khung giờ thích hợp không ạ? Và có bắt buộc phải ngồi kiết già khi hành thiền không ạ? Thực hành thiền hơi thở một thời gian dài mà thấy nó không có kết quả, mình muốn thay đổi đề mục thì có thể thực hành thiền Ca Di Lá được. Nếu như mình không muốn thay đổi đề mục thì chưa cần thiết, thì cứ thực hành cho nó đắc định sâu, rồi sau này mình chuyển sang hành Ca Di Lá sau. Muốn thay đổi để tập cái pháp Ca Di Lá đấy thì vẫn được, tất cả các pháp Ca Di Lá đấy thì chọn bất cứ một pháp nào để thực hành cũng đều được hết. Và thực hành một Ca Di Lá cũng được, mà trong nếu với người sơ cơ mình chỉ chọn một cái thôi, chọn một Ca Di Lá mà tập cho đến khi nó vào được tầng thiền đắc định rồi, rồi lúc đấy mình thích tập thêm các Ca Di Lá khác nữa thì tập. Rất dễ khi đã đắc định với một cái rồi, một Ca Di Lá rồi, thì các Ca Di Lá còn lại cũng rất dễ dàng có thể chứng đắc được.
không khó khăn nữa. Và thì lúc ấy tùy mình, muốn tập hết tất cả các asana để cho định nó vững chắc thì tập. Mà còn nếu như mình không muốn, chỉ muốn tập một asana rồi sau đó thực hành thiền tuệ thì cũng được. Lúc ấy mình chỉ cần tập một asana rồi sau đó chuyển sang hành thiền quán. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Huỳnh Hạnh Nhân trên YouTube. Trong Kinh Pháp Cú số 176, Phẩm Thế Gian, ai vi phạm một pháp, ai nói lời vọng ngữ, ai bác bỏ đời sau, không ác nào không làm. Vi phạm một pháp ở đây có nghĩa là gì ạ? Vi phạm một pháp ở đây là phạm một cái giới nào đấy. Cái giới nào đấy, ai vi phạm một pháp, ai nói lời vọng ngữ, ai bác bỏ đời sau thì không có tội gì mà không dám làm. Là trong năm giới, một cái người nào mà phạm vào một cái giới, giới nhất là đối với một cái người mà có cái tâm mà nói dối chẳng hạn, thì cái người đấy sẽ không chân thật, thì cái người đấy cũng sẽ làm rất là nhiều những cái việc xấu khác, nên là ai bác bỏ đời sau. Thì cái người nào mà không tin nhân quả thì đúng là sẽ làm rất là nhiều việc tội nô. Thì cái người nào mà vi phạm vào một trong năm giới, cái nền tảng căn bản nhất, thì cái người đấy cũng sẽ dễ dàng phạm vào những giới khác. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Ngọc Nhi. Gần đây con đã nghe một bài giảng về sơ quả Tu Đà Hoàn của một giảng sư. Khi nghe con cảm thấy rất hoan hỉ, nhưng rồi cảm xúc đó lại trở lên quá mạnh mẽ đến mức con bật khóc. Sau đó con nhận ra rằng có được thân người, được gần chánh pháp và có cơ hội nghe và hiểu chánh pháp là một phước báo rất khó có được. Hai điều này khiến con cảm thấy sầu bi khi nghĩ rằng nếu kiếp sau không được gần chánh pháp, hoặc dù có gần nhưng không hiểu thì thật bất hạnh. Con hiểu rằng việc tinh tấn tu tập bây giờ có thể không giúp ích cho con. Tuy nhiên, gần đây, mỗi khi hành thiền, tâm con lại khởi lên khiến lòng con không còn tĩnh lặng. Con nên làm gì để đối trị tình trạng này ạ? Nên đấy là do đức tin mình nó mạnh quá, nó lấn át mất lý trí. Nên là người nặng về đức tin như vậy thì mình cần niệm ân Đức Phật mạnh mẽ đi. Chứ đừng để cho nó, mình đừng có đi sâu vào suy luận như vậy, suy luận mong cầu, mình có cái tâm là mong muốn chứng đắc được cái đạo quả như vậy, nhưng mình cũng cần phải có lý trí để biết là cái con đường tu tập đấy nó phải trải qua nhiều đời nhiều kiếp, trau dồi tích lũy các ba la mật, thực hành giới định tuệ miên mật thì mới có thể thành tựu được, chứ không phải là do mong cầu, do ước nguyện mà nó thành tựu được. Nên là có thể do cái tâm lý của mình trước nay nặng về cái mong cầu quá, cái nguyện cầu nhiều quá, vì cái đức tin nhiều quá. Thì ở cái cách đấy thì cứ niệm Phật, niệm ân Đức Phật, hoặc niệm Pháp, niệm Tăng nhiều vào, thì lúc đấy sẽ quân bình cái đức tin với trí tuệ lại, thì nó sẽ bớt những cái trạng thái mà những cái cảm xúc đây đi. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Mai Duy Đông trên Zoom ạ. Khi thực hành thiền hơi thở, con không để tâm lên mắt, nhưng khi nhận biết hơi thở, tâm con cảm nhận được điểm xúc chạm. Được một lúc lại hình dung ra hình ảnh điểm xúc chạm, thì dễ nhận biết hơn có được không ạ? Cũng được. Thì mình làm sao mình thấy nó có cái sự tự nhiên, có cái sự mà mình cảm thấy nó an ổn, nhẹ nhàng nhất. Có thể là do mình kinh nghiệm ra một cái cách thực hành ở đấy, nhưng đừng đi quá xa, đừng có vẽ vời nhiều, mà cứ nên tuần tự thực hành theo đúng phương pháp chỉ dạy trong kinh điển, hơi thở vào biết vào, hơi thở ra biết ra, đấy, cái nhẹ nhàng tự nhiên như vậy là được. Con xin đọc câu hỏi của Phật tử. Con tham gia một số nhóm Zalo và ở đó có một vị sư Nam Tông thường nhắn tin xin thiện tài của Phật tử để thực hiện các việc thiện. Có lúc vị sư nhắn tin riêng cho các Phật tử trong nhóm để kêu gọi hỗ trợ cho các phần quà mà vị ấy nói là còn thiếu. Con cũng nhận được những tin nhắn như vậy. Con biết rằng
việc làm các thiện pháp là trách nhiệm của Phật tử, không phải của bị sư, nên con chọn cách im lặng và không nói gì. Con không biết liệu làm vậy có đúng không? Nếu không đúng, con xin sư chỉ bảo cho con cách sám hối cho đúng ạ. Đúng, có thể là cái xử sự như thế thì có thể có lẽ là đúng hơn. Vì một vị xuất gia thì cũng không nên kêu gọi tiền bạc như vậy, dù dưới bất cứ hình thức nào. Vị ấy nên bố thí pháp chứ không nên bố thí tài vật. Còn việc bố thí tài Phật thì đấy là việc của các Phật tử. Vị ấy có thể khuyến khích cho các Phật tử hãy làm những việc thiện bố thí. Nhưng vị ấy không nên là cái người đứng lên kêu gọi, trực tiếp kêu gọi rồi chuyển những cái tịnh tài ấy về phía mình. Như vậy thì vị ấy không được nghiêm túc lắm. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Hà Đình Hải. Con nghe các bài giảng và được biết rằng Phật Thích Ca Mâu Ni đã tu thành Phật Chánh Đẳng Giác nhờ vào hạnh trí tuệ trong khoảng thời gian 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất. Sau khi được Phật Nhiên Đăng thọ ký, thời gian tu này có phải là bắt buộc đối với các vị Phật trong quá khứ hay vị lai không ạ? Tương tự như thế với tất cả các vị Phật, quá khứ hay vị lai cũng thế. Vị nào ít nhất cũng phải trải qua 4 A Tăng Kỳ kiếp, 100.000 đại kiếp để vun bồi các cái ba la mật, bậc thường, bậc trung, bậc thượng. Mà có những vị Phật có thể là cái thời gian tu còn lâu, còn dài hơn thì có thể, chứ còn thời gian ngắn hơn thì khó có thể xảy ra. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Trần Phạm Hồng Ngọc. Dạ, con thưa sư, con xin sư chỉ giảng cho con thế nào là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ ạ. Khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Là trong cái thân của mình ấy, nó có sinh ra bệnh chết. Cái lúc ấy mình đang bị một cái bệnh về thân thì tức là chồng thêm một cái bệnh về tâm. Trong cái lúc mà thân mình khổ rồi, cái tâm mình nó lại no nắng, sầu bi ưu não thêm nữa. Vậy nên là thì đấy là cái khổ trong cái khổ trên cái khổ, hay là cái khổ lại đi chạy theo cái khổ. Cái thân mình đã già bệnh chết, sầu bi ưu não rồi, thế là mình lại đi chạy theo một cái thân già bệnh chết, sầu bi ưu não khác. Ví dụ như là một cái người nam, ông là đã sinh già bệnh chết, sầu bi ưu não, xong là lại đi cưới thêm một người nữ, người đấy cũng già chết, sầu bi ưu não, thì đấy là cái khổ, phải chạy theo cái khổ tham đắm với cái khổ, hay những cái đấy được gọi là khổ khổ. Vợ con là khổ, mình đã khổ đấy, vợ con khổ, châu bò là khổ, gà heo là khổ, cái khổ là tham đắm với cái khổ thì được gọi là khổ khổ. Còn hoại khổ là cái gì? Nó cũng bị diệt mất. Cái thân này nó sẽ bị hoại diệt. Rồi vợ con bị hoại diệt. Rồi những cái tài sản bị hoại diệt. Đấy là hoại khổ. Hành khổ là nó không phải là nó chờ 100 năm, 10 năm, 20 năm nữa nó mới hoại. Mà nó luôn luôn trong cái quá trình sinh diệt. Là nó không có lúc nào nó ngừng nghỉ. Ở trong mọi cái thời gian, mọi cái sát na nó không ngừng nghỉ, mà lúc nào nó cũng đang ở trong một cái quá trình như vậy, sinh diệt liên tục như vậy. Các hành của mình, tức là các hành tất cả thân năm uẩn của mình vậy, nó luôn luôn ở trong cái sự khổ như vậy. Thì hành ở đây là có thể là do mình còn có nghiệp thì nó sẽ còn khổ, hay là mình còn cái thân năm uẩn này thì nó sẽ còn khổ. Vậy cứ ngày nào có còn cái sinh tử thì lúc đấy mình sẽ còn khổ. Ngày nào hết sinh tử thì mới hết khổ. Con xin đọc câu hỏi của hành giả
Hà Đình Hải. Trong một đại kiếp có thể có nhiều vị Phật sinh ra, nhưng trong cùng một thời điểm, cùng một cõi, ví dụ như cõi Diêm Phù Đề, có thể có nhiều vị Phật sinh ra không ạ? Nếu mà Phật độc giác thì sinh ra cùng với nhau, chứ còn Phật chánh đẳng giác thì không có chuyện đó. Có trong cùng một thời điểm có thể có nhiều vị Phật độc giác sinh ra và cùng hành đạo với nhau thì có. Còn Phật chánh đẳng giác thì phải trải qua một cái quá trình rất dài, hàng trăm triệu năm mới cái khoảng cách như vậy thì mới có thể có một vị Phật ra đời được. Chứ không thể nào trong cùng thời điểm mà có hai vị Phật ra đời được. Chuyện đó nó không bao giờ có. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tấn Canh. Con xin sư giảng vắn tắt về bước đầu tiên trong thiền quán thấy được danh sắc ạ. Thấy được danh sắc thì phải hành đắc được thiền tứ đại. Đầu tiên là phải ví dụ thực hành những cái pháp thiền phòng xẹp này, là cái tính đẩy của gió này, cứ niệm niệm như vậy. Về sau này phải tập 12 đặc tính cứng thô nặng mềm mịn nhẹ. Đấy là 6 đặc tính của đất, nước chảy dính lửa nóng lạnh gió đẩy rung. 12 đặc tính khi mình tập thuần thục ở trên thân rồi thì sẽ đi vào cận định của thiền tứ đại. Khi vào được cận định của thiền tứ đại sẽ thấy được sắc chân đế ở trên 6 căn mắt tai mũi lưỡi thân ý. Khi mình thấy được các cái sắc chân đế ấy rồi sẽ phân tích ra được danh. Danh sẽ nương vào các cái sắc ở 6 căn ấy. Thì lúc đấy thì mình phải thực hành đến đấy thì mình mới biết được. Lấy sắc làm đối tượng rồi nhờ sẽ khởi nên một cái tác ý. Như lý tác ý thì nó sinh lên tâm các cái danh thiện. Phi như lý tác ý thì nó sinh lên danh bất thiện. Rồi lúc đấy mới phân tích ra các cái tiến trình tâm, nội trình tâm, sát na tâm, tâm và tâm sở. Thì đấy là danh và sắc. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Hà Đình Hải. Tu Phật chánh đẳng giác phải mất nhiều đời, nhiều kiếp. Nhưng nếu một người chỉ muốn tu để nhập Niết Bàn thì có thể thực hiện mục đích này trong một đời bằng các pháp tu đúng không ạ? Nếu một người tu chứng Niết Bàn ở đời này thì người đấy cũng đã từng tu ở nhiều đời kiếp trước rồi. Nhưng mà người nào mà đã từng tu ở trong giáo pháp của nhiều vị Phật trước thì đến cái thời vị Phật này mới chứng Niết Bàn được. Đọc ở trong các cái trưởng lão tăng kệ, trưởng lão ni kệ, lịch sử của các vị thanh văn, đại thanh văn, đệ tử của Đức Phật. Thì vị nào cũng đã từng tu tập ở trong giáo pháp của các Đức Phật quá khứ trước cho đến bây giờ mới chứng đắc Niết Bàn được. Chứ không có ai mà chỉ tu trong giáo pháp của một vị Phật mà đủ cái điều kiện khả năng để chứng ngộ Niết Bàn, mà thường tu trong giáo pháp của nhiều vị Phật. Vậy nếu như ai mà tu có chưa chứng đắc Niết Bàn trong đời này thì có thể vị ấy sẽ chứng Niết Bàn ở trong giáo pháp của Phật tương lai. Còn những ai tu chứng Niết Bàn ở trong thời này thì vị ấy trong quá khứ cũng đã từng tu trong giáo pháp của các Phật trước rồi nữa thì mới tu chứng Niết Bàn được. Đấy là để tu đến đắc được bất cứ đạo quả gì cũng vậy, không phải dễ, đều phải trải qua một thời gian dài tu tập giới định tuệ thì mới thành tựu như vậy. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Hoa Ban Rừng. Khi ngồi thiền, lúc định thiền thì trạng thái trong người như thế nào ạ? Trong người mình toàn thân thấm nhuần cảm giác hỷ lạc do ni dục sinh, giống như là một cái trong người nhẹ, có cái sự khinh an, có cái sự an lạc, có cái sự định tĩnh, hỷ lạc khinh an. Con xin đọc câu hỏi của Phật tử. Khi đi ngủ, lúc nằm, con niệm 10 ân Đức Phật, hoặc kinh Lòng Từ, hoặc kinh Chim Cút, hoặc các kinh khác có được không ạ? Khi tụng kinh là phải đàng hoàng nhá, phải trang nghiêm tề chỉnh. Tụng kinh là phải có một cái nơi tụng kinh ấy cũng phải trang nghiêm,
ngồi trang nghiêm, ăn mặc trang nghiêm, phải trước ban thờ Phật hoặc trên bàn rồi đảnh lễ Phật, rồi tụng kinh, chia phước đến tất cả chúng sinh. Còn khi mà mình hành thiền đại tâm từ tiếp ấy, thì mình vừa nằm ngủ mình vừa chánh niệm, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp thì được, thì không có sao. Chứ còn nằm ngủ thì không nên tụng kinh, nằm ngủ tụng kinh là một sự bất kính, cái đấy là có tội. Khi đi ngủ thì mình chỉ quán thân này là bất tịnh, quán niệm thân, thân này là sinh ra bệnh chết này, để nhàm chán ni tham đối với thân thì được. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ Đăng Niệm. Con thấy lộ trình sư dạy thiền cho chúng con ở chùa An Lạc là sau thiền định mới chuyển sang thiền tuệ. Tại sao lại như vậy ạ? Thiền định tu nó dễ hơn là thiền tuệ. Nếu một người đi thẳng vào thiền tuệ rất ít người thành công. Còn đi qua thiền định thì dễ thực hành hơn. Chánh niệm tỉnh giác trên một cái đối tượng phải làm cho nó sung mãn mạnh mẽ lên. Nó chế ngự được năm triền cái, sau đó thì có được cái tâm định tĩnh sâu rồi mới chuyển sang hành thiền quán, thì lúc đấy nó dễ dàng quán và cái sự thành công sẽ cao hơn. Chỉ một số người có cái tuệ rất là sắc bén đặc biệt thì mới đi thẳng vào thiền tuệ được. Vì vậy nên là đại đa số mọi người tu theo cái pháp phổ thông là đi tuần tự giới, nhân giới sinh định, nhân định sinh tuệ. Thì Đức Phật luôn luôn dạy về giới định tuệ vậy mà. Đấy là đi từng bước từng bước. Những người học hết lớp 1 thì lên lớp 2, lớp 2 thì lên lớp 3, hết cấp 1 thì ra cấp 2, ra cấp 3. Đi tuần tự như vậy cho chắc ăn. Chứ còn ở trên đời này có mấy người sinh ra cái bỏ qua là cấp 1, bỏ qua cấp 2, nên thẳng cấp 3 đại học để học được đâu. Nhưng cái đấy thì cũng có, nhưng mà trên thế gian này chỉ hy hữu được vài người có khả năng đấy thôi. Còn lại thì cứ đi tuần tự như vậy. Thì đấy là cái pháp phổ thông. Tuần tự theo giáo pháp của Đức Phật dạy như vậy. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Cỏ Mật. Có một lần con hành thiền, con thấy hơi thở trở nên ngắn ngủi, rồi con thấy sự tĩnh lặng, rồi tự nhiên con thấy rùng mình nổi hết gai ốc. Sau đó con thấy sáng bừng trước mặt. Dạ, con hành thiền như vậy đã đúng chưa ạ? Là khi mà cái trạng thái hỷ lạc nó sung mãn lên nó như vậy nhé. Đầu tiên là cái hỷ nó mạnh quá, nó làm cho mình sởn gai ốc này. Ở đấy là cái, rồi nó tiểu hỷ, hỷ như mưa rào, rồi hỷ sung mãn. Thì những cái trạng thái hỷ lạc trong lúc mình hành thiền nó sẽ sinh khởi lên như vậy. Nhưng mà mình phải quên nó đi, bỏ qua, đừng nghĩ nó nữa. Cái gì nó qua rồi thì đừng bị ám ảnh, dù nó là tốt hay không tốt. Tốt thì cũng đừng dính mắc, mà cái gì nó bất an thì cũng đừng bị ám ảnh, hãy quên nó đi. Và cái thời nào hành thì biết thời đấy, thì cái thời đấy nó qua rồi đừng nghĩ nó nữa. Cái thời sau thì bây giờ hành nó như thế nào thì ghi nhận, nhận biết nó như thế vậy. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ Đăng Niệm. Khi con cùng bạn đến một ngôi chùa cổ, con rất xúc động, cảm giác như được về nhà. Khi chùa đó tổ chức lễ khóa dỗ tổ khai sơn chùa, con lại rất tha thiết muốn về dự, mặc dù công việc không cho phép và con cũng không phải là Phật tử quy y tại chùa. Con không rõ hiện tượng này ạ. Thì điều đó là tốt. Đôi khi mình đến chùa mình cảm thấy rất là hợp với cái cảnh chùa đấy, thích thú với cảnh chùa đấy, gợi nên một cái ký ức, nó có một cái gì đó rất là gần gũi thân thiện, như là được trở về nhà. Thì đấy là do kiếp trước mình đã từng tu tập ở trong những cái cảnh chùa nó giống như vậy, hoặc là mình đã tu ở trong ngôi chùa đấy, hoặc là tu ở một cái môi trường, một cái ngôi chùa nào ở trong quá khứ nó cũng giống như vậy, nên bây giờ mình về mình vẫn còn cảm nhận, cảm giác được cái trạng thái nó hoan hỉ như vậy. Thì điều đó thì là do mình có cái nhân duyên, có duyên với chùa, với cửa Phật, thì mình đã từng tu tâm, đã từng xuất gia tu tập ở trong chùa một cái kiếp nào đấy rồi, cho
Cho nên cái ký ức nó rất là thâm sâu như vậy. Con xin đọc câu hỏi của hành giả An An. Có vị thiền sư nói, ngồi thiền trị được bệnh ung thư và giúp con người trẻ ra 20 năm. Điều này có đúng không ạ? Con chỉ thấy các vị thiền sư đó nhìn trẻ ra vài tuổi thôi ạ. Cũng không nên tin vào những cái chuyện như vậy. Nếu như vị thiền sư thì chỉ nên nói là ngồi thiền để đối trị được phiền não, tham sân si, đối trị những cái tâm bệnh, đối trị những cái bất thiện, và làm cho cái tâm nó trở nên thanh tịnh hơn thì mới đúng pháp. Còn nếu mà nói về những cái đấy nó giống như là đang đi mê hoặc người khác, cái đấy không nên tin vào điều đó. Không nên tham ái đối với cái thân này, tham ái đối với cái trẻ, cái đẹp gì, có sinh thì có già, có bệnh, có chết, quy luật thường tình tự nhiên. Ngồi thiền để mong cầu cái điều đó thì không chân chánh. Nên là cái vị thiền sư đấy dạy bậy bạ, đừng có tin theo, đừng có học theo cái vị đó. Con xin đọc câu hỏi của hành giả An An. Nghề bán vé số và bán rượu bia là vi phạm chánh mạng trong bát chánh đạo. Vậy nghề bán trà sữa trân châu thì có bị vi phạm chánh mạng không ạ? Trà sữa là thức ăn không sao hết, thực phẩm mà. Mà mình bán, mình tác ý là mong cho cái người ăn này người ta được sức khỏe, sắc đẹp, an vui, tăng trưởng trí tuệ. Bán với cùng có cái tâm từ như vậy, sau này mình lại có được cái phước đấy. Nên bán đấy có phước, không có tội, đừng có lo. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Hoàng Hương. Đề mục thứ hai của định niệm hơi thở, thở vào, thở ra dài, mình tu thế nào để đạt được kết quả của đề mục ạ? Thở vào dài, thở ra dài, cái này nó rất là tự nhiên. Có những cái lúc mà mình bị thiếu hơi, xong là nó hít vào một hơi thật dài, nó thở ra một hơi thật dài, giống như thở dốc, thở dài ấy. Thì đấy là hơi thở vào dài, hơi thở ra dài, nó dài về thời gian. Và cái hơi thở này thỉnh thoảng nó mới có thôi. Đa số là hơi thở vào ngắn, ra ngắn. Vì khi mình ngồi tâm nó an, thân nó an, cho nên cái nó cần cái oxy rất là ít, cho nên cái hơi thở nó rất là ngắn. Thỉnh thoảng nó mới, nếu người nào nhiều phiền não thì nó hay sinh ra hơi thở dài, lo lắng bất an nó hay thở dốc thở dài. Thì lúc ấy mình biết là hơi thở vào dài ra dài là nó sinh ra tự nhiên, chứ không phải là do mình cố ý làm cho hơi thở dài ra. Nên là đừng hiểu sai, hiểu sai là sẽ hành sai. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Anh. Nếu con nghe giảng kinh rồi chép lại để mọi người đọc lại dễ dàng hơn thì có gọi là làm phước không? Và nó là loại nào, sẽ cho quả thế nào ạ? Chép kinh cho mọi người đọc thì tốt, điều đấy nó cũng là một cái bố thí về pháp. Cái này nó sẽ cho quả, đó là kiếp sau mình sẽ có trí tuệ lớn, mình sẽ có học kinh rất là dễ dàng. Nếu như mình giúp cho người khác học kinh thì sau này mình sẽ có cái trí tuệ thâm sâu, trí tuệ quảng bác, trí tuệ rộng lớn, thâm nhập được nhiều kinh tạng và làm lợi ích được cho đời. Thì đấy, cái cho quả báo nó rất là lợi lạc, lợi ích. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tịnh An. Khi thấy người khác cúng dường đến chư tăng, đặc biệt là trong một buổi lễ dâng y, lấy việc đó không đúng pháp thì có được ngăn cản người thí chủ không ạ? Người thí chủ đã tác bạch với sư cả và sau đó quyết định không làm nữa vì không thấy buổi lễ thành tựu nên họ đã dừng lại. Vậy vị thí chủ có chịu quả nghiệp gì không ạ? Hay việc dừng lại đúng lúc do có trí tuệ sẽ không dẫn đến dẫn đến quả nghiệp xấu nào ạ? Cái việc dâng y nó không, nó đúng pháp hay không thì một phần nó là do cái người thí chủ, còn một phần nó mới là do cái chư tăng ở nơi đấy. Thế nhưng là cái việc mà dâng y là hoàn toàn là do tự nguyện của thí chủ. Các vị chư tăng, các vị sư ở đấy không gợi ý, không kêu gọi, không có cái sự khuyến khích là mọi người hãy cúng dâng y ca thi ná đi. Nếu một vị chư tăng mà đứng ra kêu gọi như thế là cái không thành tựu. Và trong cái lễ ca thi ná đấy
Nó thành tựu là có Sima để tụng Kama Boccha, hay là chư Tăng là phải đủ từ năm vị trở nên, và phải có quý vị phải nhập hạ an cư, không bị đứt hạ trong 3 tháng đấy. Thì nó có nhiều cái liên quan đến cái thành tựu về cái Kathina đấy. Và người nào phải rất là hiểu, am hiểu sâu sắc về luật ấy, thì mới biết được nó có thành tựu hay không. Chứ còn bây giờ nói như vậy nhưng mình có hiểu luật không, mình căn cứ vào luật để xác quyết là cái đấy thành tựu hay không thành tựu. Và nếu như nó không thành tựu thì đúng, không nên làm. Và người thí chủ có quyền quyết định cái có dâng hay không dâng cái Kathina đấy. Nếu như mình thấy thật sự là phi pháp, không đúng pháp thì không làm được, và có thể bảo người khác không làm cũng không có tội. Nếu như mình ngăn cản mà cái pháp ấy nó thật sự là không như thế mà là đúng pháp mà mình ngăn cản thì mình lại có tội. Còn mình ngăn cản đúng thì không có tội, ngăn cản sai thì mới có tội. Con xin đọc câu hỏi của Phật tử. Con rất cả tin, dễ tin người. Con phải làm thế nào để khắc phục ạ? Rất tin mà mình có cái trí tuệ ấy thì không sao. Mình biết cái người nào đáng tin, người nào không đáng tin. Ví dụ mình tin những cái người tốt thì không sao. Thì có những người mình đáng để mình tin tưởng. Đó là những bậc chân nhân, những bậc thiện tri thức thì đáng thì tin tưởng. Tin Phật, tin Pháp, tin những bậc chân nhân. Còn có những người mình không nên tin tưởng. Thì mình biết rằng những người đấy là những cái người xấu, những người bất thiện. Thì tự mình phải nhận định ra đó là có những người mình nên tin và có những người mình không nên tin. Thế thôi, tự mình suy xét. Cái người nào mà học đạo rồi mình tu tâm một thời gian thì cái trí tuệ phân biệt đúng sai, phải trái, chánh tà, tốt xấu nó sẽ tự động nó sinh khởi lên, và mình sẽ biết được cái người nào nên tin và người nào mình không nên tin. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ Đăng Liệm. Con hay có thói quen nói những lời xã giao làm cho người khác vui vẻ, nhưng trong lòng con thì không nghĩ vậy. Vậy có phạm giới nói dối không ạ? Nói những lời xã giao nó còn tùy theo cái việc nói xã giao, còn cái việc nói dối nó khác. Còn nói xã giao để hài lòng, nó có khi nó có phạm giới nếu như mình nói dối. Khi nào mà mình trong cái lời nói mình cố tình nói sai sự thật với cái mục đích là lừa cái người đó để mà làm hại cái người đấy hoặc làm lợi gì đó cho bản thân mình, thì cái lời xã giao đấy mới là phạm giới, phạm giới nói dối. Còn có những khi cái lời xã giao của mình chỉ là nói vui, nói đùa, nói nhưng mà cái quan trọng là mình nói với cái tâm thiện hay tâm bất thiện. Khi nào mình biết là mình nói cái lời này với những cái tâm bất thiện thì mình tự biết rằng cái điều đó là không nên. Còn nếu như mình biết là mình nói cái lời này với cái tâm thiện, mình làm cho người đấy hài lòng vui vẻ, nhưng đó là tâm thiện, mình muốn cái điều tốt với người ấy, thì cái điều đó thì lại là tốt. Thì cái quan trọng là trong lúc mình nói với cái ý định gì, với cái ý tốt hay với ý xấu. Con xin đọc câu hỏi của hành giả 1980. Điểm giống và khác nhau giữa trạng thái của một người đang nhập định và trạng thái của một người đang ngủ là gì ạ? Khác nhau hoàn toàn. Với cái người ngủ ấy, tâm rơi vào hữu phần và không biết gì cả, chìm vào trạng thái vô thức. Còn những người mà nhập định thì có ý thức tỉnh táo, sáng suốt, rõ ràng như cái lúc mình đang tỉnh táo như thế này. Nhưng chỉ có khác nhau là lúc đấy tâm mình chú vào một đối tượng, và trong một cái đối tượng ấy là một cái đối tượng cao thượng. Tâm của mình chỉ có những cái tâm cao thượng, tức là rất là thanh tịnh, vô tham, vô sân, vô si, cái trạng thái khinh an, an lạc, định tĩnh. Đấy là khác hoàn toàn, khác hoàn toàn. Còn ở trong cái giấc ngủ ấy là vô thức không biết gì cả, và trong cái giấc ngủ ấy nó không có cái sự tỉnh táo sáng suốt, không có cái hỷ lạc, không có cái sinh an,
không có cái an lạc, không có những cái, mình không cảm nhận được những cái cảm giác ấy. Còn ở trong định thì nó có cái hỷ rất là an vui, có một cái sự an lạc rất là sung mãn và cái tâm rất là tỉnh táo sáng suốt, cảm nhận rõ cái sự hỷ lạc khinh an ấy. Và hai trạng thái đấy khác nhau rất xa, không giống nhau. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Cỏ Mật trên YouTube. Con thấy các bài pháp của sư, con đăng lên TikTok với tâm lan tỏa chánh pháp mà xưa mà chưa xin phép sư, liệu con có mắc tội ăn trộm giáo pháp không ạ? Không có mắc tội, chỉ trừ khi mà có cái gì đó mà người ta gọi là giữ bản quyền. Giữ bản quyền thì mình cố tình đấy thì mới là phạm. Còn giáo pháp của Đức Phật lan tràn ở trên các cái truyền thông trên mạng xã hội, và hầu như giáo pháp của Đức Phật thì không ai giữ bản quyền gì cả. Và tất cả pháp của Phật thì đều có quyền lan tỏa và không có phạm vào cái giới ăn trộm. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Từ Hạnh. Trong lúc con ngồi thiền, con theo dõi hơi thở vào ra và thầm niệm trong đầu, lúc hít vào con niệm hít vào, lúc thở ra con niệm thở ra, có được không ạ? Vì nếu không niệm như vậy mà chỉ hít vào, thở ra thì con không thể tập trung được ạ. Niệm một hai câu đầu thì được, không nên niệm liên tục. Có thể có những người cái tâm động quá thì mình dựa vào cái khái niệm đấy để bớt cái động tâm. Nhưng mà khi tâm nó an đi rồi thì phải buông cái khái niệm ra, chỉ cần biết mỗi cái đặc tính vào ra của hơi thở thôi thì sẽ đạt đến cái định nó tốt hơn. Còn cứ giữ cái khái niệm đấy hoài đến lúc nó quên mất cái đặc tính của hơi thở mà nó lại cứ bám vào khái niệm thì lại vô ích, thì cái thời thiền đấy nó lại không có lợi ích. Còn vậy thì lúc đầu mình niệm vài câu nhưng xong đó thì thôi, thì không nên niệm suốt thời thiền mà chỉ niệm một lúc thì được. Con xin đọc câu hỏi của Phật tử. Nghề trồng cây làm vườn được xem là tránh mạng, tuy nhiên nếu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và giết chết nhiều loại côn trùng khác thì liệu có trở thành tà mạng không ạ? Hay chỉ là phạm vào nghiệp sát trong khi nghề đó vẫn được coi là tránh mạng ạ? Cái nghề nó vẫn là tránh mạng, còn cái lúc nào mình mà làm cái việc đấy thì nó phạm vào sát thì đúng, cái hiểu theo cách đấy là đúng rồi. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệu Hoàng. Gần đây con có thực hành thiền với đề mục niệm hơi thở, nhưng được một lúc con lại thấy nhàm chán đề mục đó, con lại chuyển sang niệm ơn Đức Phật, thì như vậy có được không ạ? Nhưng một lúc con lại bị nhàm chán khi niệm ơn Đức Phật, con xin sư hướng dẫn cho con cách khắc phục tâm chán đó ạ. Nhàm chán thì niệm ơn Đức Phật trước khoảng 30 phút liền, sau đó thì quay về nhận biết hơi thở. Thì dù nó có nhàm chán thì cũng cứ cố gắng mà ngồi, thì chứ đừng có thay đổi nhiều, chỉ thay đổi một lần thôi. Thì niệm ơn Đức Phật 30 phút sau đó là nhận biết hơi thở, chứ đừng đổi qua đổi lại quá nhiều. Đổi nhiều quá nó thành thói quen, mai nó loạn tâm và nó không vào định sâu được. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Từ Hạnh. Khi thiền niệm ân Đức Phật, mỗi lần ngồi thiền con niệm trong đầu lần được từ ân đức thứ nhất rồi đến tiếp ân đức thứ hai rồi đến ân đức thứ chín, hay mỗi lần chỉ niệm duy nhất một ân đức Phật thôi ạ? Lúc mới tập thì niệm một ân đức và tập một thời gian cho nó nhuần nhuyễn rồi. Khi nó nhuần nhuyễn rồi thì niệm đến ân đức thứ hai kết hợp với ân thứ nhất. Khi nhuần nhuyễn hai ân đấy rồi thì thêm vào ân thứ ba. Khi nhuần nhuyễn rồi lại thêm vào ân thứ tư. Rồi sau đó dần dần tăng lên cả 9 ân. Rồi sau đó thì từ sau đó đi thì cứ luôn luôn niệm cả 9 ân. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Từ Hạnh. Khi hành thiền niệm ơn Đức Phật, có cần để tượng Phật trước mặt rồi quán niệm không, hay chỉ cần nhắm mắt lại rồi tưởng tượng đến hình ảnh của Đức Phật cũng được ạ? Chỉ cần hướng tâm đến hình ảnh của Đức Phật là được rồi, không nhất thiết phải để tượng ở trước mặt. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Phúc An. Làm sao để mình kiềm chế tín lại và tăng tuệ lên ạ? Để kiềm chế tín tăng tuệ thì cần phải tham vấn, tức là cần phải
hỏi đáp nhiều những cái thắc mắc. Tức là trong tâm mình có bất cứ một cái thắc mắc gì, có một cái hoài nghi gì, thì mình cần phải hỏi đáp với một cái bậc mà thiện tri thức, với một cái bậc thầy có kinh nghiệm cao, có trí tuệ cao. Thì cái trí tuệ dần dần nó sẽ tăng lên. Hoặc là một cái người luôn luôn quán, luôn luôn trong tâm của mình luôn luôn tưởng về cái sự sinh diệt, về cái sự hay người nào mà hay niệm về sắc chết, niệm về sự chết ấy, thì cái tuệ nó cũng tăng lên. Nó tăng nên là đấy là do mình hiểu ra cái lẽ vô thường, cái khổ, cái vô ngã. Những cái đấy nó cũng tăng lên. Hay là một cái người luôn luôn quán về cái tính nhân duyên, hay là cái tính nghiệp và quả của nghiệp. Người nào mà luôn luôn quán sát chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, là thai tạng của nghiệp. Như vậy thì những cái đấy nó cũng làm cho cái trí tuệ của mình nó tăng lên. Và cái người nào mà hay học pháp, hành pháp ấy, thì cái đấy nó làm cho trí tuệ mình tăng. Cái người nào mà hay có cái tâm phân tích về những cái gọi là như lý tác ý nhiều, chân sánh như lý tác ý, thì cái trí tuệ nó sẽ tăng lên. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Phúc An. Về giờ thứ ba không được tà dâm, nếu có người yêu và có những hành động thân mật thì có bị coi là phạm giới không ạ? Nếu mà có sự đồng ý, tức là cái người nữ ấy là cái người ta có cha mẹ ấy, thì cái người cha mẹ của người ta có đồng ý, hoặc là cái người phải có cái người thân, cái người bảo hộ của cái người đấy đồng ý, hoặc là cái người đấy có chính quyền đồng ý, bà con đồng ý, thì mình sẽ không phạm tà dâm. Dạ, con thưa sư, các câu hỏi phần lại con xin rời lại buổi sau ạ. Hồi hướng Idam me punyam asavakasam bahamoto Idam me punyam nibbanasa pachajo hotu mama punya pagam sabbasathanam Pache mi te sabbe medamam punya pagam napando sadu sadu sadu.